An ninh nguồn nước là một cách tiếp cận quản lý nước được các quốc gia trên thế giới thực hiện, gồm 4 thành tố chính. 1. Bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái nước ngọt bền vững. 2. Bảo đảm nhu cầu nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất. 3. Mọi người dân được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch với chi phí hợp lý. 4. Người dân được bảo vệ trước rủi ro liên quan đến nước. Hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng đã tiếp cận đầy đủ 4 yếu tố này trong pháp luật về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê điều, lâm nghiệp, điện lực, khí tượng thủy văn. Và đặc biệt trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng cũng xác định xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là cơ chế tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước bảo đảm công bằng, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc của kinh tế thị trường và quản lý tổng hợp nguồn nước, bảo đảm nghiêm ngặt an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho sinh hoạt. Đây là hình ảnh diễn ra vào tháng 4, tháng 5 năm 2019 tại xã miền núi nghèo Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Dù thiếu ăn, nhưng những người dân nghèo này vẫn phải chắt bóp từng đồng tiền để mua nước ăn uống, sinh hoạt với giá cho mỗi xe chứa khoảng 2 mét khối nước là 400.000 đồng. Từ tháng 2 đến tháng 5 là thiếu nước nghiêm trọng, là hầu như là không có nước sử dụng. Toàn sử dụng cũng là hạn chế được phần nào tiết kiệm rất nhiều. Cũng vào mùa hạn năm 2019, hình ảnh những chiếc xe ba gác chở nước len lỏi vào từng cụm dân cư như thế này để bán cho người nghèo cũng trở nên quen thuộc với người dân ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Một khối nước chuyên chở như thế này có giá tới 60.000 đồng, cao gần gấp 10 lần giá nước sạch của nhà máy. Nhưng nhà nào cũng phải mua, bởi các nguồn nước cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực này đã cạn sạch. Mấy các giếng thường thường của người ta là khô hết rồi. Giờ đi 10 nhà là giờ xài nước chở đi là hết 10 nhà rồi. Câu chuyện thiếu nước không chỉ diễn ra ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa mà hiện hữu ngay cả với người dân đang sống cạnh sông Mã, khi giếng nước của gần 1.000 hộ dân xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đều trong tình trạng khô, trơ cạn như thế này. Trong khi nhiều địa phương đang phải gánh chịu thực trạng thiếu hụt nước ngọt, thì năm 2020, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với thực trạng xâm nhập mặn chưa từng có trong lịch sử. Khi cần thì thiếu nước, mà khi không cần thì lại thừa nước. Thực tế, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có một phần là do nguyên nhân thiếu nước đầu nguồn. Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan do hạn hán kéo dài ở nhiều tỉnh, nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Nước biển dâng, thiếu nước đầu nguồn làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn ở nhiều tỉnh, nhất là ở Tây Nam Bộ, đã gây ra thiệt hại rất lớn đến sản xuất và nước ngọt sinh hoạt thì thiếu nghiêm trọng. Vấn đề kiểm soát mặn, giữ ngọt, ngăn nước biển dâng làm sạt lở bờ biển của một suốt dải đất từ Tiền Giang đến Cà Mau và Kiên Giang và cũng rất nhiều điểm ở khu vực miền Trung đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhiều người lầm tưởng Việt Nam chúng ta là thừa nước ngọt, nhưng thực tế thì theo tiêu chí quốc tế thì Việt Nam chúng ta là một quốc gia thiếu nước. Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm tại các dòng kênh, mương, sông, suối do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất kinh doanh cũng làm hủy hoại nguồn nước. Chúng ta biết là hiện nay thì một ngày đêm trong toàn quốc cái nước thải sinh hoạt đô thị và xả ra là có tới hàng chục triệu mét khối một ngày đêm, nhưng tỷ lệ thu gom chúng ta xử lý còn rất thấp, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà rất quan trọng mà cái nước thải sinh hoạt tại khu đô thị tập trung, kể cả khu dân cư mà không được xử lý mà vẫn thải ra môi trường thì nó gây nên cái áp lực, tức là gây nên ô nhiễm tại một số cái đường sông. Tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới diễn ra vào ngày 16 tháng 9, các đại biểu đều nhận định vai trò quan trọng của nước đối với cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt và sự cần thiết phải bảo đảm an ninh nguồn nước trong tình hình mới. Nhiều giải pháp cũng được các bộ ngành bàn bạc, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất đưa việc đảm bảo an ninh nguồn nước là một lĩnh vực an ninh phi truyền thống vào trong dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Nâng cao nhận thức về nguồn nước từ trung ương đến địa phương và đảm bảo an ninh nguồn nước, có chính sách phù hợp để thu hút cộng đồng mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc sử dụng hợp lý
tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Từng bước, nước phải được xem là một dạng hàng hóa và sử dụng theo hướng đa mục tiêu, quản lý theo lưu vực và nhóm lưu vực. Do đó, phải đổi mới, sắp xếp lại các tổ chức quản lý khai thác công trình một cách hệ thống, hướng tới tự chủ và tự chịu trách nhiệm, để xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về chính sách, pháp luật và các quy định về quản lý khai thác và sử dụng nguồn nước, đặc biệt ưu tiên xây dựng bộ công cụ, chế tài mang tính kinh tế để điều chỉnh hành vi đối với chuỗi sử dụng nước nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý tổng hợp nguồn nước và phòng chống tác hại của nước do nhân tay gây ra. Vùng thượng nguồn, tức là vùng nước ngọt, thì phải có hai cái nhiệm vụ song song, đó là giải quyết vấn đề ngập úng, thoát nước, điều tiết cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là hình thành cái hệ thống cung cấp nước ngọt tập trung cho các vùng trung tâm và vùng mà tôi nói là vùng lợi. Thì như vậy thì dự án đã có, tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải tiếp cận là lựa chọn cho vùng những dự án ưu tiên đầu tư đồng bộ và tổng thể thì mới có thể giải quyết thay đổi một cách căn cơ của vùng. Bao gồm cái thay đổi này, nó không phải là từ kinh tế xã hội quyết định mà cái thay đổi về vấn đề tài nguyên nước, thích ứng biến đổi khí hậu để thay đổi cái quy mô và cái chuyển đổi lớn về phát triển kinh tế xã hội vùng ở đây, để nó đảm bảo cho cái phát triển kinh tế xã hội là nó không bị động mà chúng ta chấp nhận quy luật tự nhiên và phát triển đáp ứng phù hợp được với quy luật tự nhiên. Trên cơ sở chúng ta có cái thông tin dữ liệu quan trắc thật chính xác, rồi chúng ta di chuyển cái việc cung cấp nước đó theo cái việc nước lợ đến đâu chúng ta tránh nước lợ để lấy nước ngọt. Thì cái biện pháp này theo tôi nghĩ là nó bớt cái chi phí đầu tư mà nó phù hợp và nó thích ứng. Cơ sở dữ liệu quan trắc thật chính xác, đó là cái điều quan trọng. Còn việc điều tiết việc cung cấp nước theo cái việc mà phù hợp với cái tình hình nước lợ dâng lên để chúng ta xác định khu vực mà nước ngọt để cung cấp là cái giải pháp mà trước mắt theo tôi nghĩ là khi chúng ta chưa có một giải pháp căn cơ về lâu dài. Việt Nam có 3.450 sông suối nằm trong 108 lưu vực với tổng diện tích lưu vực khoảng 1.168.000 km2. Do đó, giải pháp quản lý xả thải nước sinh hoạt, nước sản xuất trực tiếp ra hệ thống sông ngòi cũng là những nội dung nhận được sự đóng góp tích cực. Ví dụ như trên một dòng sông, một địa phương này thì vì cái lợi ích phát triển của địa phương mình thì có thể gọi là xả thải, gọi là làm ảnh hưởng đến gọi là nguồn nước và ảnh hưởng đến địa phương ở phía gọi là dưới lưu vực. Thế nhưng mà lại không nhìn nhận, không có cái sự phối hợp với gọi là các địa phương bên cạnh thì nó có sẽ phá vỡ cái cấu trúc chung gọi là về gọi là cảnh quan, về môi trường rồi vân vân. Thì những cái sự phối hợp đó là cần phải được gọi là đặt ra ở trong các nghị quyết gọi là ở cái cấp cao, và sau đó là bằng những cái gọi là văn bản gọi là chỉ đạo của gọi là chính phủ thì nó mới được thực hiện tốt hơn. Bài toán về xử lý về nước thải sinh hoạt đô thị tập trung thì phải cần phải có nguồn lực đầu tư của nhà nước nữa, kể cả trung ương địa phương, hay là chúng ta kêu gọi cái cơ chế xã hội hóa để mà triển khai thu hút được nguồn lực đầu tư trong xã hội. Nhưng mà thực sự cái này thì trong thời gian qua thì cũng triển khai cũng chưa được tốt, và đặc biệt là trong cái cộng đồng doanh nghiệp vẫn là còn hình thức hoạt động là theo kiểu đối phó. Trong cái công tác bảo vệ môi trường thì rõ ràng là cần phải có thay đổi rất lớn trong cái định hướng về sản xuất môi trường. Giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, các quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và của từng người dân. Do đó, các cơ quan chuyên môn và người dân kỳ vọng vào Đại hội Đảng tới đây có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để cả hệ thống chính trị và mọi người cùng chung tay bảo đảm an ninh nguồn nước và cũng là bảo đảm cuộc sống của bản thân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.